Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm bánh trung thu nướng thập cẩm Mixed Nut Moon Cakes. Và đây là nguyên liệu. Trước hết là mình sẽ rim gừng để bỏ vào trong nhân. Dùng khoảng chừng 100g gừng mình lột vỏ sạch sẽ, xong rồi cắt sợi. Bỏ vào trong cái nồi nhỏ và cho một cốc đường vào và mở lửa trung bình mà rim cho đến khi nước nó keo lại là bỏ qua một bên. Và đây là chanh mứt chanh á, mình cắt sợi ra luôn. Và đây là thịt xá xíu này, mình cũng sắc hạt lựu nhỏ nhỏ. Và đây là lạp xưởng mình bỏ vào trong chảo và chế vào một ít nước, và mình sẽ rim cho đến khi nước nó khô ráo và đem ra để nguội, và cũng sắc hạt lựu nhỏ nhỏ. Lúc mà cái lạp xưởng mình luộc á, nó ra cái màu mềm mà nó bóng rất là ngon. Và đây là nguyên liệu, tất cả nguyên liệu, mỗi thứ khoảng chừng 100g. Đây là hạt đậu, hạnh nhân mình đã rang chín và xay. Đây là hạt điều cũng đã rang chín và mình xay cho nó nhỏ nhỏ, mình băm cũng được hoặc là bỏ vào máy mình xay chút xíu. Và đây là hạt sen, mứt hạt sen đó, và mình cũng xay chút xíu cho nó hơi mềm bể ra. Rồi mỗi thứ mình xay ra. Và đây là hạt pine nut mình mua ở Costco á, rồi rang vàng. Pine nut là hạt thông đó, rồi rang vàng mình xay hơi nhuyễn nhuyễn ra. Rồi bây giờ mình bỏ tất cả vào trong một cái chảo lớn. Trước hết là mình bỏ hạt nhân vào, hạt hạnh nhân nè, hạt thông mình đã rang chín rồi và xay nhuyễn. Và đây là hạt điều và hạt bí đỏ này là pumpkin seeds á. Loại này mình đã mua, nó đã rang sẵn rồi, nó rang chín rồi sẵn rồi ở Costco đó, mình cũng bỏ vào. Kế tiếp là hạt dưa của Việt Nam mình đó, cũng rang vàng. Rồi mứt hạt sen. Rồi mứt bí đao cắt nhỏ nhỏ, cục ra nhỏ. Thường mình mua nó bự đó, nó một cái cây dài mình cắt nhỏ nhỏ ra. Rồi đây là mè rang vàng. Đây là mứt trái Việt Quốc là cranberry. Mình cũng mua ở Costco. Bỏ một cây này vào ăn cái vị nó hơi chua chua, ngọt ngọt chua chua cũng ngon lắm. Và đây là thịt xá xíu. Xá xíu mình đã có video chỉ cách làm thịt xá xíu. Và đây là lạp xưởng, cũng sắc nhỏ hạt lựu bỏ vào luôn. Và đây là mứt gừng sợi hồi nãy mình đã làm đó, rồi mình để nguội mình bỏ vào trong tủ lạnh. Và đây là mứt chanh đã cắt nhuyễn nhuyễn nhỏ nhỏ sợi ra, bỏ vào luôn. Kế tiếp là mình cho vào nửa muỗng canh ngũ vị hương. Và đây là mứt cam và chanh mình mua ở chợ đó, mứt mình để trên bánh mì mình ăn đó. Và đây là nước đường golden syrup mình cũng bỏ vào và cho dầu ăn vào luôn. Rồi mình để mở lò cho nó lửa thật là thấp. Rồi mình xào xong mình cho vào một muỗng canh nước rượu mai quế lộ. Đó, mình tiếp tục trộn. Rồi mình cho vào bột nếp chín. Cái này đã chín rồi nha, mình rang chín á. Cái loại này ở ngoài chợ nó bán để làm bánh dẻo đó. Đó, để mình chế vào từ từ, mình sẽ trộn.
À mình quên bỏ thêm thêm đậu xanh đã nấu chín, đánh ra nhuyễn á, bỏ vào trộn đều luôn. À, trộn cho nó cái nhân nó quyện lại tất cả lại với nhau rồi bỏ qua một bên để nó nguội, rồi bắt đầu mình sẽ cân nhân, nhân với là cái lòng đỏ trứng muối đó, mình chỉ cân khoảng 140 gram, là 140 gram đó. Tại mình làm cái bánh là 200 gram, bột quá là mình đã chia sẻ trong video trước là cách làm bột. Đây là bột sau khi mà mình cho nghỉ 6 đến 8 tiếng, bột rất là dẻo và mềm. Rồi mình chia bột ra từng viên nhỏ, mỗi viên 60 gram. Sau đó mình sẽ dùng bột áo mình để xung quanh viên bột và mình lấy tay mình sẽ đè nhẹ nhẹ xung quanh là bột nó dẻo, nó sẽ... Rồi sau đó mình sẽ bỏ nhân vào ở giữa và dùng ngón tay mình đè nhẹ nhẹ xung quanh cho cái bột nó bao xung quanh kín lại cái bánh, và mình sẽ dùng lấy tay mình vo cho nó đều, và mình dùng bột áo, bột khô mình áo xung quanh cái bánh. Rồi mình sẽ dùng cái khuôn, đây là khuôn bánh để in bánh trung thu nè. Rồi mình để cái mẫu bánh, cái mẫu của cái khuôn bánh vào trong cái khuôn và sẽ xếp cái bánh vào và đè nhẹ nhẹ. Nhưng dùng cái tay mình ấn xuống và đẩy nó xuống và đặt nhẹ nhẹ là bánh sẽ rớt ra, rất là đẹp. Rồi mình bỏ vào trong khay để chuẩn bị nướng. Đây là cái nước trứng phết trên mặt bánh. Mình dùng một quả trứng và nửa muỗng cà phê nước màu và một muỗng canh dầu mè và một giọt màu đỏ thực phẩm đó. Rồi sẽ dùng nĩa mình đánh cho tất cả quyện đều lại với nhau, tan đều lại với nhau. Và trước khi mình nướng bánh, mình mở lò 400 độ F. Mình bỏ bánh vào nướng 10 phút. Sau 10 phút mình sẽ lấy ra và để bánh nó hơi nguội nguội chút xíu. Rồi mình sẽ dùng lòng trứng đỏ hồi nãy đó mình đã pha đó, mình phết lên trên mặt. Dùng cái cây cọ nhỏ đó mình phết nhẹ nhẹ. Rồi cái mình bỏ vào trong lò mình nướng lại. Lúc này mình giảm lửa là 375 độ F, mình nướng 5 phút. Sau 5 phút mình sẽ lấy ra và mình để bánh hơi nguội và mình phết trứng lần thứ 2. Rồi mình bỏ vào nướng thêm 375 độ F thêm 5 phút nữa thì mình sẽ lấy bánh ra cho nguội. Rồi mình phết trứng lần thứ 3. Rồi mình mở lò ở nhiệt độ broil đó, nướng trên mặt thôi là 2 phút, sau đó lấy bánh là mình để xếp bánh lên trên cái khay cho nó nguội. Bánh mình để một ngày sau thì ăn nó ngon hơn, cái vỏ bánh nó mềm. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra cho mọi người xem ha. Đó, vỏ bánh rất là mỏng, mềm. Nhưng bánh rất là thơm. Đó, các bạn xem thấy ngon không? Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi những video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại những video kế tiếp.